con hỏi cái chuyện này tụi con hứa nha. Dạ. Thề với cô nghe là sống để bụng mà chết mang theo nghe chưa. Trời ơi, cái đó cô yên tâm. Cô biết cái miệng con mà, con kính miệng nhất cái xóm này. Ai mà hỏi em nói thôi chứ em làm gì. Lãng ơn, con có như nó đâu cô. Con không cần ai hỏi hết, con cũng nói à. Dạ không, con tuyệt đối không nói cho ai hết á. Dù là có hỏi kỹ cơ nào đi nữa, cô cứ yên tâm tâm sự với con. Nói thì cũng được, nhưng mà tại vì những cái chuyện này chuyện riêng của phụ nữ, tụi con nói thì nhục cho phái nữ mình thôi. Tức là vậy nè, khi mà lúc mà mình hung chồng của mình á, mà tỷ dụ đó người ta đẩy mình ra, hiểu không? Làm sao? Có nghĩa là cái thái độ vậy là ý là người ta làm sao? Chồng tụi con á, tụi con hung á thì chồng tụi con có xô tụi con ra không hay là dạ mong nó khéo khéo nha, nếu không để cô buồn. Chị ơi, chị nói khéo khéo, cái này chị khéo hơn em. Vậy hả? Chị nói không? Gì vậy? Tụi bay hiểu rồi. Tụi bay nói gì vậy? Hộp não bộ cô, hộp não bộ cô biết sao không? Chồng con á là mỗi lần mà con hung ảnh hay là con cầm tay ảnh, thậm chí là con mới đá luôn nhau thôi á, là ảnh đã xuống rồi. Anh xuống, tụi nó anh xuống. Anh sung xuống mà anh cười, mà mặt anh phê, mà anh hạnh phúc lắm. Chứ hình không có phải cái trường hợp gì. Hả? Thì có sao nói vậy thôi. Trời ơi. Hả? Gì? Trời ơi, ở ảnh người ta buồn kìa. Trời ơi. Gì? Không, con nói thiệt mà. Trời ơi, cô biết sao không? Vậy là cô phải coi lại đi. Chứ hả, con là trường hợp con là hoàn toàn là rất là hạnh phúc. Cô thậm chí nha, cô biết không? Anh Hải chồng con á, con không cần làm gì ảnh luôn. Anh cũng tự anh sát lại con hà. Mà tên ấy, cái gì? Con này nó làm sao á? Ủa mà sao cô kỳ vậy? Vậy là trường hợp cô khác rồi. Hôm bữa là hình như con thấy là vậy là trường hợp cô khác của con. Con thấy là hôm bữa này là cô dí theo chú Kiệt, cô đòi hung chú Kiệt nè. Đó, mà chú Kiệt né, xong rồi cô biết trượt đà, cô mất đà, cô té xuống. Trời ơi, cái đầu cô đập xuống đất luôn. Trời ơi, vậy nè. Chị vô quá, chị duyên quá, chị ra chị ăn bún riêu một mình luôn đi chị. Chị, đi ăn bún riêu một mình luôn đi chị. Em nghĩ suy nghĩ lại rồi. Ủa lại giờ không đi với chị hả? Dạ em không đi với chị nữa, chị duyên quá em đi chung, em sợ em duyên chung á. Trời ơi, vậy nãy giờ mất thời gian của người ta. Dạ chị, cũng đi thôi đi chị. Làm bực bội hả? Rồi vậy giờ tôi quyết định rồi. Dạ. Giờ tôi không có đi ăn bún riêu mấy người nữa. Dạ. Tôi đi mình đây. Tôi ăn bún bọt. Cô nhỏ này em bị khùng mà thần kinh nó không được bình thường á cô. Cô đừng quan tâm tới cái lời nó nói làm gì cô. Con nó phải đi ăn bò viên mới đúng á. Thiệt, nó vô duyên vậy. Vô duyên dễ sợ luôn. Vô người rủ người ta đi ăn bún riêu, tả tôi đã đời cua ngon này ngon nọ, cuối cùng đi ăn bún bò. Con vật dưới biển, con vật ở trên núi mà nó ăn mà ngược ngạo. Bởi không có dính dáng gì hết đó cô. Cô nói thiệt á, con á vừa là hàng xóm của cô. Dạ. Vừa là bà con của cô. Dạ. Cô mới giấu con. Dạ. Chứ con nhỏ đó là cô giấu đó. Sao cô, chuyện gì cô? Thì đó, con biết sao không? Tại vì á, tự dưng có một bữa cô dò mặt chú Kiệt á, tự dưng cô thấy nhưng chú dễ thương quá. Cái chú dễ thương mà. Thì đó, tự dưng một cái phút cô kềm lòng không được. Cái cô hung chú. Cái xong cái tự dưng cái chú xô cô ra vậy. Trời ơi, tự dưng cô cảm giác cô bị biến thái á, con hiểu không? Cái đó là có biến thái không vậy? Không, trời biến thái gì, vợ chồng vậy là bình thường rồi cô. Chú Kiệt là vậy còn đỡ nha, chứ chồng con á không có vậy đâu nha. Bữa anh tắm xong nhìn mặt dễ thương quá, nhìn con nhìn kết liệt, bay lại ôm hung tóc ông tán một cái. Trời đất ơi, muốn cắm đầu thấy tán một mặt trời luôn á cô. Vậy chú hả? Kiệt như vậy là đỡ rồi á, chồng con bạo lực lắm. Có nghĩa là như vậy là không biến thái đúng không? Đúng rồi, mình thương thì mình cứ hung đúng không? Đúng rồi, đâu có gì biến thái. Mà trước mặt mọi người thì cũng bình thường đúng không đúng con? Rồi, chứ cô đâu có gì đúng không? Vợ chồng mà bình thường. Chứ miễn là mình hung chồng mình thôi chứ mình đâu có hung hàng xóm đâu đúng không đúng con? Đúng rồi cô, trời ơi cô nghe lời chứ có khùng con điên dở hơi đó. Cái con mà thèm bún riêu mà đi ăn bún bò đó cô. Vậy là con Dung này ném về bị kềm hãm cảm xúc đúng quá. Đúng rồi, cái con này là cái con vô duyên buồn cái con này nè. Bởi vậy cho nên giờ cô kết luận nè. Mình cứ sống với cảm xúc của mình đúng không? Đúng rồi cô.
cái tình cảm nó bộc phát sao là mình cứ vậy là mình tới luôn. Đúng chứ con. Mình kèm trời đúng cái rồi. Tuổi của cô mà cô đừng lớn như rồi đó. Cái con mà thèm bún riêu đi ăn bún bò đó cô. Ừ. Bây giờ mình thèm bún riêu rồi đúng không cô? Mình đi ăn bún thịt nướng đi hả cô? Đi cô, để lên cô ơi. Trời. Cưng. Ừ. Em đi. Em đi đâu? Đi công chuyện chút em về. À, mình đi đi, anh coi chừng quán cho. Đi đi. Trời ơi, quên nữa rồi, chưa có đi được. Ủa quên hả? Ủa mình quên đồ hả? Lên lầu lấy đi. Không phải em quên mà là mình quên á. Anh quên gì? Hả? Cái gì vậy, nói đi. Chứ cái giao ước của gia đình mình là cái gì? Trước khi vợ đi là chồng phải ôm hôn vợ rồi mới đi được. Trời ơi, cái đó hả? Ở trong phim người ta có thôi chứ vợ ở ngoài đời thật làm gì có chuyện đó. Với lại hai chồng mình á, già hết rồi, quán xá này đông đúc người ta thấy người ta bất cỡ lắm biết không? Ủa già cũng ăn cơm, trẻ cũng ăn cơm. Trẻ nó cũng hung nhau, già cũng hung nhau được chứ bộ. Nhưng mà không ở trong phòng, ở đây là quán xá mình đang buôn bán mà. Ngại đông người hả? Ừ. Mấy đứa ơi, uống xong chưa đi về đi con. À, trời. Thôi. Không, cứ ngồi yên rồi. Ngồi yên chỗ nghe, không được manh động nghe chưa? Không có nào được manh động. Ừ, tôi ngồi yên uống đi, đừng dòm gì nha. Hả? Ừ. Trời ơi, mắc cỡ. Em mấy đứa coi chú mắc cỡ rồi con. Trời đất ơi, già từng tuổi này rồi còn mày đặt mắc cỡ. Trời ơi, thương sao đâu á. Thôi, nghỉ đi, không đi nữa, ở nhà chơi chồng. Trời ơi, dễ thương sao đâu á con. Bây giờ... Không có đi nữa. Bây giờ mình không đi nữa đúng không? Không có đi nữa. Vậy anh đi. Anh đi hả? Ừ. Anh đi thì giờ em lại phải hung anh rồi ôm anh là anh mới đi được. Ôi trời. Nè đi nè, cho hung cái coi nè. Thôi. Mệt quá. Đứng yên đó, tấn vô tường bây giờ. Ôi, tụi bay nhìn gì? Tao đuổi tụi bay về hết bây giờ. Ê. Ê. Đi đâu vậy? Mất cái thằng này. À, nó nói mình rồi, đi về đi, tự nhiên đi theo anh chi vậy, biết nữa. Trời ơi, tập thể dục mà không đi thế lẹ. Lẹ mà lẹ thế ớn luôn đây đứng đây. Cái gì? Ôi, tập thì cũng phải chờ người ta. Mồ hôi một cái nhễ nhại à. Tập thể dục thì phải ra mồ hôi chứ. Không. Trời ơi, tôi rượt theo ổng mà tôi thiệt xúc mồ hôi còn nhiều hơn ổng luôn à. Thì đó, thì coi như là mình tập thể dục cũng đi. Mệt ghê. Nè, ai chơi chụp hình, trời ơi. Tự nhiên chụp hình nữa vợ chồng người ta là sao? Ê, chụp là phải trả tiền đó nha con. Mẫu là mời là phải trả tiền đó. Con là fan hâm mộ của cô chú á. Thôi, không có fan gì chứ. Tôi cũng phải là ngôi sao đâu mà fan. Không có chụp hình nghe chưa? Xóa đi. Bậy bạ không à. Cô chú cho nó chụp đi, nó fan hâm mộ cô chú dữ lắm á. Nó hâm mộ hạnh phúc của cô chú lắm á. Chú nói sao thì nghe vậy đi. Chụp tầm bấy tầm bạ không à. Chụp cái gì mà cái tư thế vậy là rõ ràng chỉ thấy cái tấm lưng của tao thôi à. Rồi chụp thì phải nói ta để đây này. Để đó, đây nè, đó vậy nè, đó chụp đi. Bỏ nước xuống. Cái gì vậy? Chụp đi. Cái gì? Mình phải làm gì? Yên, để đứng đáng nè. Đời, đó, có cái thằng này xấu quá. Mày cầm tao coi lên. Đúng rồi. Chú tươi lên, cô tươi lên. Đó, hai người tôi chỗ tươi quá trời chị ơi. Dạ chồng anh muốn dễ sợ luôn. Dạ rồi cô. Rồi cái thế nữa nè, cái này là giống như là cây tùng cây bạch. Anh làm như chú hết chị ơi. Đúng rồi cô ơi. Cái thế này đẹp nè cô. Cái con này nó điên rồi sao? Mình cũng điên rồi, tụi nó làm gì? Trời ơi, mình mắc cười quá à. Chụp đẹp dễ sợ. Nó là fan hâm mộ thì để cho nó chụp đi. Trời ơi, giữa thành thiên. Không được, đây nè, còn thế này nữa. Đây đây, bây giờ mình ngồi đấy đi, nghe lời em đi. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, chụp lén vậy là không có đẹp mấy bà nội. Đây nè, đây đây, cầm đi. Trời đất ơi, đây nè. Anh đưa cho nó đi, cầm coi. Bạc, rồi. Đây ha, bây giờ nè, mình ngồi xích đấy, làm ơn đi mà. Đây ha, vậy ha. Rồi á, chú ôm cô vậy. Xong cái chú măng cái lỗ tai cô rồi chụp đi. Rồi bà chụp mình luôn, bà luôn đi. Cô ơi, cô cảm nhận được là làm như chú Kiệt chú không thích cô gần gũi chú Kiệt hay sao á? Không, chú thích âu yếm lắm á. Đúng rồi, bậy quá à. Chú như con mèo vậy đó, chú thích âu yếm lắm. Làm sao mà chú Kiệt không thích âu yếm được? Chỉ là chú không thích âu yếm cô Lan thôi. Nhưng mà ví dụ âu yếm người phụ nữ khác thì được. Dạ, có cho con mướn nhà không? Dạ. Mướn phòng trọ. Chi vậy cô? Hay là mướn một cái góc cũng được nữa. Mà cho con này mướn đi. Ủa? Từ rày về sau là không cho nó mướn nữa. Bữa nay là tống cổ ra khỏi nhà luôn rồi đó. Ủa sao tự nhiên cô đuổi con? Con chỉ nói sự thật thôi mà. Chú né con kìa. Cái sự thật ở đây là như vậy nè. Chú á, né cô để làm gì?
chú chạy trước, chú về phòng, chú chờ cô ở trên phòng đó, hiểu chưa? Cái đó người ta kêu bằng âu yếm cao cấp đó. Bởi cái con này mày vô duyên muộn lắm, mày đi ăn bò viên đi. Trời ơi, hai vợ chồng kìa trời. Khoan, ngụy biện, cái này là chữa thẹn. Đi ăn bún bò đi. Nè. Dạ. Hai đứa vô đây biểu. Vô. Chú. Hả? Chú thích ăn bún bò hay là bún riêu? Đúng rồi. Chú thích ăn phở. Trời đất ơi, chú này kỳ cục. Con đang bàn là bún riêu hay là bún bò là chú phải trả lời là bún mọc, nhiều khi nó còn dính dáng, tự nhiên chú trả lời bún phở. Bây giờ cái chuyện ăn uống để tính sau, bây giờ chú tụi bay giúp chú đi. Bây giờ được á thì chú cho tụi bay ăn thoải mái bún bò, bún riêu, bún phở thì tụi bay dồn chung ăn cho nó ngập họng tụi bay. Trời hay quá vậy chú. Vụ gì? Chú có một chuyện. Dạ. Chú nhờ hai đứa tụi bay làm quân sư cho chú. Nhưng mà tao phải nói trước. Dạ. Chuyện này nếu như một trong hai đứa mà hé răng ra một cái là tao giết người diệt khẩu, không tha nữa nha. Hứa. Sống để dạy chết mang theo. Con yên tâm, cái chuyện trong nhà là con không bao giờ con đi ra ngoài đường con kể. Chú yên tâm. Chưa nhỏ được hết. Cái chuyện này mà để người thứ ba biết hả, cũng giết người diệt khẩu cho chú. Thôi con thì con không có đảm bảo được, cái nết của con nhiều chuyện lắm cho nên thôi con không dám hứa đâu. Tốt nhất là để đỡ bị giết con đi đây. Thôi, ngồi xuống đi, giết ở tù á. Chú chỉ nói, chú bây giờ chỉ hỏi tụi bay thôi. Bây giờ vậy, cô của tụi con á, dạ, vợ chú, dạ. Sao tự nhiên gần đây á, bà nói chung là bà rần rần à, bà giống như là bà hồi xuân á, bà cứ hân. Ủa cô thấy cô lúc nào mà không xuân chú? Lần này á không phải là một xuân mà 1000 xuân. Mày vô duyên quá đi. Chị, con biết rồi. Thử với bữa giờ bóng đế hả? Cô dạo này á có phải là cô hay âu yếm với chú đúng không? Cô hay thích nắm tay chú nè, hôn chú nè, cưng chú nè, đựng chú nè, tục tưng đúng không? Tưng tưng la làng lên người ta nghe mắng nhục bây giờ. Đó thì bởi vì cô làm gì chú không có quen, chú thấy ngại quá à. Mà sao mà bây giờ chú hỏi hai đứa tụi bay nè, vợ chồng tụi bay có làm vậy không? Nhỏ này. Có, bình thường mà chú. Vợ chồng con thấy chồng con cũng ôm hôn vậy đó. Cũng tục tưng. Bình thường mà. Con này. Không, con không có ôm hôn nắm tay vậy đó, kỳ lắm. Thế sao? Con là ví dụ con cưng ảnh quá, con lại con cắn ảnh. Hoặc là con nghéo ảnh hay là con cào mặt ảnh, miễn sao cho ảnh chảy máu rồi là lúc đó là coi như là con thích rồi. Đó, ảnh cũng thích vậy nữa. Vợ chồng là phải có những cái nó âu yếm như vậy đó. Vậy là cái chuyện mà đó là chuyện bình thường hả? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi chú. Vậy không được rồi, chú phải thay đổi đi. Bình thường. Chú vậy riết hả? Cô buồn, cô chán chú á. Có nghĩa là chú là đàn ông, chú phải chủ động đúng không? Đúng rồi. Thì bởi vậy thì từ từ, gấp quá thì nó hư bột, hư đường sao? Từ từ phải dần, từng ngày, từ bây giờ bắt đầu. Ừ, đó, thì bởi vậy. Kìa. Ủa trời bà. Cứ, sao giờ này còn ngồi đây? Ủa? Hai đứa? Dạ. Ghé chơi hả con? Dạ. Trời ơi. Ê, trong ngoài trái hay phải? Thuận. Chú Thuận bên nào chú làm đi chú? Cái gì vậy? Mày chú chó đây. Thử tay phải nha. Dạ, chú. Trời, cái gì vậy? Trời ơi. Anh bị khùng hả? Cái gì? Trước mặt tụi nhỏ mà mình làm gì vậy? Mình, trời ơi. Bên đây mình bị cái gì vậy? Mình đột biến hả? Trời ơi, biến thái quá đi. Cái gì đâu mà biến. Dòm gì? Hả? Dạ. Con thấy dễ thương, cô chú. Hai đứa khùng quá à. Dễ thương gì? Trời đất ơi. Thấy chú vậy là không góp ý chú thôi. Còn say đắm mà dòm mình bộ thèm khác lắm hả? Hay sao vậy? Mắc cỡ. Kệ chú tội luôn đi chứ. Không có giỡn nha. Mình á, từ đây sao đừng bao giờ làm những hành động tương tự như vậy nữa nha. Trời ơi trời, không biết ông bắt chước cái quân nào á, thiệt tình mà nói làm những cái trò thiệt đúng là biến thái quá đi à. Bắt chước cô quá. Đúng rồi cô. Bữa giờ cô cũng làm vậy để thể hiện tình cảm với chú mà. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn